Các bạn đang xem kênh Đồ Chơi Robot. Phần 1. Robot khiêng hòm. Giữa đêm khuya thành vắng, anh chàng robot Optimus đang nhảy điệu nhảy của Michael Jackson. Hãy nhìn từng bước nhảy điêu luyện này, đang quay up top top là cái chắc. Oh no. Ủa? Gì vậy? Đang mãi mê lắc lư thì có mấy thằng từ đâu nhảy xuống. Chúng nó xong tới tấn công anh chàng robot. Ủa gì vậy? Là sao vậy mọi người? Stop. Nhưng mà robot đã nhanh chóng hạ gục cả lũ. Lần này thì xin là xin vĩnh biệt cụ. Xin vĩnh biệt cụ. Let's go. Phần 2. Tìm kiếm cần cẩu, máy múc, máy xúc đất. Đi loanh quanh trong sân có đám lợn con. Tụi nó chơi cầu trượt trên đống cát. Trượt lên trượt xuống cái để lộ ra mấy quả trứng. Mình đào nào. Bên trong là một chiếc xe cần cẩu. Tiếp tục đào nào. Mình cùng đào nào. Sai đàn em đi tới nơi đó để cướp tiền. Tiền nhiều để làm gì? Để đây cướp chứ sao? Đội quân cần cẩu. Máy móc đang đem tiền đi thì bị hai tên ô tô bắn ngã ra đường. Đám lợn con giờ máy múc cần cẩu mang tiền về cho mẹ. Wow. Lúc này, tên khổng lồ đã nhìn thấy tất cả. Hắn sai đàn em đi tới nơi đó để cướp tiền. Tiền nhiều để làm gì? Để đây cướp chứ sao? Yes. Đội quân cần cẩu, máy múc đang đem tiền đi thì bị hai tên ô tô bắn ngã ra đường. Tất cả vội vàng bỏ chạy lên trời hết tiền. Đội quân máy múc chạy đến một góc và biến hình thành ô tô vàng. Lần này mày tới số luôn nha lũ kia. Ô tô biến hình thành robot vàng. Chỉ bằng một cú đá đã đánh bay tên cướp. Gã khổng lồ thấy vậy thì quyết định tự thân ra tay. Hắn biến hình thành Grimlock.
thì tên Grimlock đã bị đo ván rồi. Phần 3, trộm tiền của Kim Công. Yes, sir. Sau vụ hôm trước, mấy tên trộm lại tiếp tục bày mưu tính kế. Lần này tụi nó ăn trộm tiền của Kim Công để trồng hàng. Đúng là cháu thầy huấn có khác, liều ăn nhiều. Công giận dữ vỗ ngực. Nó nhìn thấy xe của hai tên trộm nên lập tức đuổi theo. Cuối cùng hai đứa nó. Okay, let's go. Okay. Tên trùm tức giận đuổi tới nhà cướp lấy đống tiền, nhưng đời không được.